Gặp mặt đại diện kiều bào Việt Nam tiêu biểu nhân dịp về dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và diễn đàn tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Tại Phủ Chủ tịch chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới. Hiện nay, có khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển. Cộng đồng này tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần và hướng về đất nước ngày càng mạnh mẽ. Thông qua lượng kiều hối, đầu tư về nước, cộng đồng kiều bào góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế xã hội trong nước, đồng thời giữ gìn bản sắc và quảng bá những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện đối với quốc tế. Vui mừng, xúc động gặp mặt những Việt kiều tiêu biểu, đại diện cho đoàn gần 500 bà con từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu, cũng như tới những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng, và từ đồng bào ở đây có nghĩa là anh em cùng một bọc. Điều đó đã bao hàm ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn kết, về nguồn cội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Đối với đất nước của dân tộc Việt Nam thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời. Tổ quốc luôn luôn mở rộng vòng tay để đón nhận những cái tình cảm, những cái đóng góp quý báu của bà con. Từ đó xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh của mọi dòng máu Việt. Nêu rõ, đất nước gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước từ chỗ 2 triệu người chết đói, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Quy mô nền kinh tế đứng hàng 40 thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu đứng top 20 thế giới. Vai trò vị thế được nâng lên và hướng đến trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu kết quả đó trước hết là do ý Đảng hợp với lòng dân, sự chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó có những đóng góp quý báu của kiều bào ta ở nước ngoài đoàn kết, nhiều tấm gương người Việt trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh đã góp phần làm rạng rỡ đất nước, dân tộc. Tôi cũng tin tưởng rằng đồng bào ta dù có đi đâu, ở đâu, làm gì, cuộc sống thuận lợi hay khó khăn, nhưng trong trái tim vẫn luôn luôn nồng ấm với tình yêu quê hương đất nước và luôn nhớ rằng tiếng Việt là hồn của dân tộc. Dù sống xa quê hương, bà con cần giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc để con cháu không quên cội nguồn. Dù ở đâu đó còn có những khác biệt, nhưng trong 100 triệu người dân Việt Nam và hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đều là cái dòng dõi của con lạc cháu hồng, đều sinh ra từ một cội, đều chung lòng yêu nước, thương nòi. Chúng ta hãy tranh thủ tốt những cái thời cơ thuận lợi để vượt qua những cái khó khăn thách thức, cùng nhau xây dựng một tương lai rạng ngời, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng thế mạnh, nguồn lực quý báu của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, hội nhập và phát triển mạnh trong đời sống xã hội nước sở tại. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, tiếp đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Sajiwa Omanga Mendis đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Sri Lanka, mong muốn đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Chúc mừng đại sứ Sajiwa Omanga Mendis hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển mối quan hệ Việt Nam Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Sri Lanka.
Trải qua gần 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn gắn bó hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá sự tin cậy lẫn nhau là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa và mong muốn đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa. Khẳng định Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang Sri Lanka ở những lĩnh vực có thế mạnh, khuyến khích hỗ trợ về nhân đạo giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác về văn hóa, giáo dục, hợp tác Phật giáo và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh và chia sẻ những vấn đề chiến lược phát triển, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đại sứ Seyiwa Umanga Mezis bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập của dân tộc Việt Nam trước đây, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhấn mạnh nhân dân Sri Lanka luôn kính trọng và cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ cảm ơn chính phủ Việt Nam đã luôn hỗ trợ Sri Lanka khắc phục những khó khăn về kinh tế, ủng hộ và chia sẻ quan điểm với Sri Lanka trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, đồng thời khẳng định dù ở vị trí công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chiều nay, Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 với chủ đề Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự ngày hội có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau 6 năm triển khai, Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam đã trở thành một sự kiện khoa học tin cậy, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, các tập đoàn công nghệ lớn, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Tại ngày hội năm nay, với chủ đề Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh, nhấn mạnh khả năng của AI trong việc tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp và cải thiện cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, AI có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa quy trình và phát triển sản phẩm đổi mới. Đối với người dân, AI có thể cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục và hỗ trợ các vấn đề xã hội, từ việc dự đoán thiên tai đến cá nhân hóa học tập. Điều này không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 254 bị cáo vụ đại án đăng kiểm. Xuyên suốt diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử xác định đây là vụ án có phạm vi rộng, quy mô cả nước, diễn ra có hệ thống từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các phòng ban, trung tâm đăng kiểm địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm, ảnh hưởng đến các chính sách pháp luật của nhà nước, gây mất niềm tin của người dân. Việc các bị cáo nhận hối lộ, bỏ qua các lỗi phương tiện giao thông, gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân khi tham gia giao thông. Tòa cho rằng cần có sự phân hóa trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo cấp dưới, người làm công ăn lương không hưởng lợi, không nhận thức đầy đủ về hành vi của mình. Từ đó tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 6 năm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hợp ông Hình phải chấp hành là 25 năm tù. Bị cáo Đặng Việt Hà, người kế nhiệm sau khi ông Hình về hưu, bị phạt 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Trước nguy cơ bùng phát dịch sởi trên thế giới cũng như tại Việt Nam, mới đây Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc xây dựng ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024. Đây cũng là chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024. Chiến dịch tiêm vaccine sởi sẽ được triển khai tại 135 quận, huyện của 18 tỉnh thành và triển khai ngay khi có vaccine, dự kiến từ tháng 9 năm 2024, với hơn 1,134 triệu liều vaccine do chính phủ Úc tài trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới. Vaccine được cung cấp miễn phí cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi và nhân viên y tế chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần của sởi theo quy định. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm nay, cả nước đã ghi nhận hơn 1.700 ca phát ban nghi sởi, trong đó có gần 700 ca dương tính với sởi, 3 ca tử vong. Các chuyên gia y tế dự báo, bệnh sởi sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, tiêm phòng vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch bệnh sởi. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ các tỉnh thành ven biển giai đoạn 2019-2024.
Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã phối hợp với Ban Dân vận 28 tỉnh ủy, thành ủy ven biển tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, ngư dân về vị trí vai trò của phát triển kinh tế biển gắn với phát triển bền vững kinh tế biển, với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền của đất nước trong tình hình mới. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú cùng phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện công tác dân vận Cảnh sát Biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Dịch sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở khắp các địa phương trên cả nước. Nhiều ca bệnh có biến chứng khá nặng. Điều này khiến cho người dân không khỏi lo ngại khi năm học mới đang cận kề, học sinh các cấp tự trường và tỷ lệ học sinh học bán trú đông trở lại. Chỉ trong vòng một tuần, cả nước đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 53.000 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Đáng chú ý, trong tuần qua đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong tại Quảng Bình và Bình Phước. Số ca bệnh nặng bị biến chứng cũng tăng cao. Mẹ em là đến hôm nay là cũng đến là ngày thứ 5 có hiện tượng bị hôn mê. Đấy, thế nên là em thấy rằng là tình hình là năm nay là cái biến chủng nó khác, phức tạp hơn, là nó nặng. Và mẹ em như cả cô em dâu và cháu là phải nhập viện, và nhập viện và phải đến một tuần thì mới được ra viện. Người run mà mệt lắm, không đi được, vẫn ngồi dậy vẫn phải có người dìu dậy. Xong bắt đầu là nôn khủng khiếp luôn, đầu thì đau, thế là phải vào khoa cấp cứu. Tiểu cầu thì đấy, thì bạn bác sĩ bảo là hôm qua thì 150, hôm nay còn có 72 thôi. Sốt xuất huyết là căn bệnh gây tử vong nếu bệnh nhân bị thoát huyết tương, dẫn đến sốc, suy đa tạng và không được cấp cứu, điều trị kịp thời. Trong các cái tình trạng nặng có dấu hiệu cảnh báo, ví dụ như là tiểu cầu hạ, có chảy máu và có biểu hiện cô đặc máu, một số trường hợp có suy đa tạng, là suy gan, suy thận, rồi thì có biểu hiện là sốc do cô đặc máu, một vài trường hợp đã phải có lọc máu vì thì có biểu hiện là suy thận và suy đa tạng, men gan tăng rất là cao. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc mới sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng, dịch có diễn biến phức tạp khi mùa mưa còn kéo dài. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tiêu diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, các tác nhân gây bệnh. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Gia Lai. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thống nhất, hiệp thương, cử nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 93 trên 95 ủy viên, khuyết 2 ủy viên. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của tỉnh, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trong nghị quyết về công tác cán bộ và chỉ thị Đại hội Đảng bộ các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2024 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự. Điều đó đòi hỏi ngay từ các cấp ủy cơ sở cần quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, làm đến đâu chắc đến đó. Chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Chỉ thị có đưa ra 7 yêu cầu lớn. Đấy, trong đó chúng ta thấy có một cái yêu cầu về công tác nhân sự. Ở đây là đưa ra những cái định hướng để làm sao cho chúng ta có được một cái đội ngũ cán bộ, đội ngũ nhân sự tốt, với phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng
được yêu cầu của nhiệm vụ. Số lượng cấp ủy của cấp tỉnh và cấp huyện thì lần này được thực hiện theo cái số lượng của cái nhiệm kỳ 2015-2020. Có nghĩa là cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện nó được tăng thêm 5%, tức là khoảng độ 2 người. Điểm thứ hai là cái cán bộ trẻ cũng có điều chỉnh. Cái điểm thứ ba điều chỉnh bổ sung cái là nếu như đồng chí đủ tuổi tham gia cấp ủy thì đủ tuổi để tham gia các cơ quan lãnh đạo của chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, nhưng mà cũng phải còn ít nhất ấy là 18 tháng công tác. Trên thực tế, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực, đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn, khắc phục những sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, để tiếp tục chấn chỉnh đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ như chỉ thị số 35 đề ra, đòi hỏi ngay từ các cấp ủy cơ sở phải xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp thời gian cũng không còn dài nữa, cho nên là các cấp ủy phải chuẩn bị tốt cái công tác nhân sự. Thứ nhất là phải rà soát lại cái quy hoạch cấp ủy thế nào để mà kịp thời điều chỉnh. Thứ hai là phải điều chuyển thế nào, anh bố trí, anh phân công thế nào để tạo coi như đây là một cái bước chuẩn bị cho công tác nhân sự của đại hội. Thế còn thì những người mà là đủ điều kiện tham gia cấp ủy thì phải xem xét lại xem nó còn thiếu cái gì. Nếu thiếu cái gì thì phải kịp thời bồi dưỡng. Thế rồi thì là cái cơ cấu như thế nào đó để mà tính toán cho nó phù hợp. Cùng với đó phải có cơ chế tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Phải làm sạch tất cả những cái người được xem xét, được quy hoạch, làm sao để chúng ta lựa chọn được những người đáp ứng các yêu cầu của Đảng và Nhà nước. Phải làm sao là loại bỏ được những cái đối tượng không còn phù hợp nữa, và đặc biệt là chú trọng vào cái công tác đào tạo, bồi dưỡng những cái kiến thức cần thiết cập nhật cho những cái đối tượng quy hoạch này. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng là cách để hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng, cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.